tâm tư giấu kín mà họ mong bạn hiểu. Và thông điệp từ vũ trụ gửi đến hai bạn là gì? Đây chính là trải bài nói lên nỗi niềm của họ muốn gửi đến bạn, cho trải bài duyên nợ của bạn và họ như thế nào. Và mình có để link ở bên dưới. Xin kết nối năng lượng với vũ trụ và kết nối năng lượng cùng các bạn. Và thông điệp đó là: tôi muốn trở nên một phiên bản tốt hơn. Họ muốn trở thành một người tốt hơn, có nghĩa là họ muốn phát triển cái mối quan hệ này qua các việc họ sẽ tiếp nhận những phẩm chất của bạn và họ sẽ hỗ trợ giúp cho cả hai phát triển thực sự. Tuy nhiên, cái việc cải thiện bản thân này chính là cái việc họ vượt qua những cái định kiến, những cái hiểu lầm mối quan hệ của hai bạn khi xưa. Khi họ thấy rằng chính cái động lực mà ngắt kết nối này sẽ khiến cho họ trở nên thực sự biết mình là ai và cần gì. Lúc này họ có thời gian để đánh giá lại những ưu điểm và khuyết điểm của bạn và họ. Bởi vì những cái đối mặt, những thách thức xa cách như vậy á, giúp cho bản thân họ phát triển tâm hồn của mình hơn rất là nhiều. Thật ra xa nhau cũng là một điều hay các bạn. Đó là chính là lúc mà các bạn sẽ đánh giá lại mối quan hệ này ra sao và nên có tiếp tục hay không. Thì thông điệp thứ hai họ muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là: tôi biết tôi là cái người thay thế cho cái nỗi đau của bạn khi xưa. Đây có nghĩa là họ đã thấy mình trong mối quan hệ với các bạn. Bạn dùng họ để đối phó với những đau đớn và tổn thương tinh thần của bạn đã trải qua với người cũ, một người bạn đã từng thương. Hình như ở đây các bạn có dấu hiệu là các bạn bị tổn thương rồi các bạn mới đến với người này. Ở trong mối quan hệ này, họ thấy hình như các bạn đã dùng tình yêu của họ để đánh lạc hướng khỏi nỗi đau của tình yêu khi xưa. Một tình yêu không lành mạnh và bền vững khiến cho các bạn gặp những cái vấn đề là bạn chưa có giải quyết được cái nỗi đau của bạn khi xưa mà bạn lại tiến với người này. Cái sự thay thế này, sự thay thế trong tình yêu, nó tạo ra những cái vấn đề trong mối quan hệ hiện tại của bạn và người đó. Do đó khiến cho họ cảm thấy là oán giận và nhiều khi họ cảm thấy tự ti với nỗi đau này. Thật ra không ai muốn mình là cái nhân vật thay thế cho cái người yêu cũ của bạn hết trơn á. Do đó đây là một trong những cái thông điệp họ không muốn là cái nhân vật thay thế trong mối quan hệ khi xưa của bạn. Bây giờ vấn đề của bạn là phải giải quyết gốc rễ của vấn đề, là mình phải đối diện với nỗi đau quá khứ của mình, giải quyết cho xong, từ đó bạn hãy tiến tới với người này. Bởi vì họ không có phải là cái người thay thế, họ là một cá thể đặc biệt và họ hoàn toàn xứng đáng để được yêu thương, trân trọng và bao dung. Và kế tiếp, điều mà họ mong muốn ở bạn là gì? Đó chính là họ mong bạn phải nâng cao bản thân mình nhiều hơn trong tình yêu. Có nghĩa là họ mong bạn phải cải thiện bản thân và những mối quan hệ của chính bạn bằng cách bạn phải vượt qua những thử thách và bài học, chữa lành những vết thương, phải phát triển bản thân với lòng trắc ẩn nhất có thể. Và điều này sẽ xảy ra nếu như các bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính bạn, phải giải quyết những xung đột ở quá khứ và đón nhận nó và giải quyết cho xong. Hãy tha thứ cho bản thân mình cũng như tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn, cái mối quan hệ cũ mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và họ. Đồng thời phải thể hiện con người thật của bạn là như thế nào. Và các bạn phải biết thể hiện là mình yêu và yêu như thế nào. Và bạn phải biết cho và nhận trong tình yêu. Khi bạn cảm thấy rằng mình theo đuổi cái ước mơ của mình, trên quá trình tìm tình yêu này, bạn sẽ gặp rất nhiều cái thử thách, những cái sức mạnh lôi cuốn bạn. Nhưng mà điều các bạn cần biết là mọi thứ đều cho mình lựa chọn. Phải chọn cho mình cái thứ ánh sáng mà giúp cho mình hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ, giúp cho bạn có thể có được một mối quan hệ cam kết, chứ không phải là mình cố gắng duy trì mối quan hệ của mình bất chấp những thách thức, những tổn thương khi xưa mà bạn chưa giải quyết xong. Điều bạn cần là tìm thấy những bài học để các bạn có thể áp dụng vào mối quan hệ của bạn và họ, chứ không phải là áp dụng những tổn thương, nỗi sợ hãi và mối quan hệ này. Nó khiến cho cả hai bạn rời xa nhau. Và thêm một thông điệp nữa là họ sẵn sàng cho sự kết hợp trở lại.
Lúc này họ đã thấy cái việc phát triển về tinh thần và tình cảm, và họ muốn có mối quan hệ với bạn là thực sự. Họ muốn bạn và họ phải giao tiếp cởi mở, giải quyết các xung đột và đặt mục tiêu, lập kế hoạch cho tương lai của mối quan hệ này. Và việc này cần các bạn phải chữa lành cái vết thương, tiến tới hai bạn liên kết với nhau về bản ngã cao hơn, xóa bỏ những nghiệp chướng của cả hai, chữa lành vết thương và nâng cao cái sự rung động của cả hai người. Đừng có để cho những cái khác biệt của xã hội, của những cái định kiến mà khiến cho hai bạn xa nhau. Bạn tái hợp trở lại, bởi vì sau khi những cái vượt qua những cái nhiều trở ngại thử thách trong cuộc sống, đây là lúc mà các bạn phải tìm thấy ánh sáng cho chính mình. Và kế tiếp, thông điệp của vũ trụ muốn gửi lời khuyên cho hai bạn chính là gì? Thì đây là thông điệp dành cho cả hai, cho mối quan hệ của cả hai bạn. Ở đây chúng ta có một thông điệp, đó là trust, sự tin tưởng. Và sự tin tưởng trong tình yêu có nghĩa là bạn phải tin tưởng vào bản thân của mình và người khác. Và sự an toàn là bạn sẽ không bị bỏ rơi trong bất cứ tình huống nào. Bởi vì cái sợ hãi bị bỏ rơi khiến cho bạn trở nên thành con người hay lo sợ và ghen tuông rất là nhiều. Bởi vì sự tin tưởng chính là nền tảng để xây dựng cho một mối quan hệ thật sự. Nó sẽ giúp cho bạn vượt qua những trở ngại và phát triển mối quan hệ của mình. Tin tưởng vào tình yêu là mình trở về với sự ấm áp và thoải mái ở chính bạn. Và sự tin tưởng này, các bạn phải tin tưởng vào sự trung thực và chính trực của đối tác, và đảm bảo rằng họ sẽ không phản bội và làm tổn thương bạn. Bởi vì niềm tin chính là chắc keo gắn kết giữa bạn và họ với nhau. Bạn đừng để cho mình làm tổn thương với đối tác của mình nữa. Hãy tin tưởng họ, hãy tôn trọng ranh giới và sự lựa chọn của nhau. Thật ra cái mối quan hệ sẽ không có được nếu như bạn không có niềm tin vào tình yêu. Bởi vì niềm tin là một trong yếu tố hàng đầu để cho mối quan hệ các bạn thực sự là lành mạnh. Nó thúc đẩy cho các bạn có thể duy trì được mối quan hệ, bởi vì bạn sẽ trao và nhận tình yêu một cách hào phóng nhất. Hãy tin tưởng vào tình yêu, đây là cái món quà mà các bạn cần phải trân trọng. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.